Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một vlog hướng dẫn các bạn chăm sóc da và dưỡng da theo cách của người Hàn Quốc. Trước khi mà bắt đầu cái vlog này thì mình cũng biết là ở Việt Nam mình, đặc biệt là các bạn nam thì các bạn ấy không có chú trọng về skin care, là chăm sóc da hoặc là liên quan tới make up nhiều lắm. Cho nên là sẽ có một số bạn không thích hoặc là các bạn ấy không có cái quan điểm tiêu cực về make up đối với nam ấy, thì mình nghĩ là các bạn ấy không nên xem. Còn nếu lỡ mà các bạn thích đó, hoặc là các bạn muốn chăm sóc cái làn da của mình tốt hơn hoặc là muốn mình đẹp hơn thì các bạn nên xem vlog ngày hôm nay ha. Da mình thì cũng khá là khô, và khi mà mùa đông thì nó khô mà kiểu như các bạn biết nó bong chóc cái da mặt lên luôn đó nha các bạn, nhìn rất là ghê và kinh dị luôn đấy. Cho nên mình mà không dưỡng da là ra ngoài đường, trời ơi, nhìn như cái bộ xương mà để lâu ngày phơi khô ngoài nắng xong da nó bong bong chóc chóc ra, các bạn ơi, nhìn dơ giấy mà ghê lắm. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà ở Hàn Quốc ấy đang gặp những trường hợp như vậy hen. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ hướng dẫn các bạn một số bước đầu tiên mà các bạn nam hoặc là các bạn nữ ở Việt Nam cũng nên sử dụng và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên thì mình sẽ cần đó chính là một cái để úp lên đầu che lại cái mái tóc mái, trán mình cao như cái sân bay vậy đó. Các bạn cũng biết là sữa rửa mặt á rất là nên xài nha các bạn, đặc biệt thời tiết ở Việt Nam khá là bụi bẩn, cho nên các bạn nhớ buổi sáng rửa mặt một lần và buổi chiều rửa mặt một lần. Úp lên các bạn không thấy được cái chữ đây là green tea, đây là một sản phẩm nước gọi là ở Việt Nam gọi là nước tẩy trang đó các bạn. Tao mình lại dùng cái sản phẩm này thay cho cái sữa rửa mặt, thì các bạn cũng biết nước tẩy trang nó là một cái chất dùng để mà các bạn nữ sau khi các bạn ấy mà make up xong rồi dùng cái nước này để các bạn đấy gọi là rửa lại mặt cho các bạn ấy cho sạch đấy. Thay vì các bạn dùng sữa rửa mặt ấy thì các bạn có thể thay bằng cái bước này, thì cái này rất là tiện và nhanh, cho nên mình khuyên các bạn xài nếu các bạn làm biếng không muốn dùng sữa rửa mặt. Các bạn sẽ lấy một miếng bông như thế này, lấy một lượng vừa đủ thấy không, đấy, cho cái khăn giấy nó ướt được chưa. Xong sau đó thì các bạn nhớ là cách sử dụng cái nước tẩy trang thì các bạn từ dưới lên nha, từ dưới lên và từ trong ra ngoài, các bạn đừng có nên làm ngược lại nha. Úi chết, không biết cái mặt mình tẩy trang xong có ra con quỷ hay con ma gì nữa không đây. Không sao, không sao, lo lắng quá, mình cứ sợ mình tẩy trang xong ra con quỷ nào ấy. Đấy thì các bạn thấy nè, sau một ngày á, cái bụi bẩn này các bạn thấy trong đây nó có hẳn cái màu đen luôn, màu đen là ngoài bụi bẩn. Nếu mà mình không mà xài cái sản phẩm này thì các bạn sẽ không biết được là trên mặt mình dính bụi bẩn nhiều như thế nào đâu. Sau khi mà sử dụng xong thì các bạn đấy đó, da mặt các bạn đã sạch được một phần rồi. Thì mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn không thích make up hoặc là không thích trang điểm nhiều lắm thì các bạn nên xài cái bước này là bước duy nhất để các bạn bảo vệ da mỗi ngày. Sáng một lần và buổi tối một lần trước khi ngủ là đủ rồi. Còn nếu các bạn muốn tăng cường hơn thì mình nghĩ cái bước thứ hai, bước này mới chính là cái bước bắt đầu dưỡng da cho các bạn nè. Đây là một trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc. Đây là một toner, gọi là toner nha các bạn. Việt Nam gọi là nước hoa hồng đấy các bạn ơi. Thì các bạn có thể xài loại nước hoa hồng phù hợp với các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng của Banobagi để cho các bạn xem cách sử dụng như thế nào ha. Thì cái Banobagi này đây chính là một sản phẩm dùng cho phục hồi da mà gọi là da bị hư tổn ấy. Thì da mình giống như là trên bãi chiến trường mà chiến đấu sẽ tăng chạy mầm mầm trên mặt mình, cho nên là nhìn xa thì các bạn thấy nhìn nó bình thường, thực tế là nó khá là bị khô và nó cũng khá là lâu bị lắm tấm mụn. Nhưng mà sau khi mình đã xài thêm một thời gian những sản phẩm của Banobagi như thế này ấy các bạn, mụn nổ đen mình biến mất hết trơn luôn. Không phải là mình xài những cái sản phẩm chuyên sử dụng cho mụn nổ đen đâu, mà mình cứ xài sản phẩm, những cái sản phẩm bình thường mà nó tổng quan cho da mặt như thế này, và từ cái mụn nổ đen trên cái mũi mình nó biến mất hết, các bạn thấy rồi đó, không có luôn thấy không. Cách mà xài toner thì cũng giống như là nước tẩy trang hồi nãy thôi, thì các bạn sẽ từ trong ra ngoài và ở dưới lên trên. Cái toner này cũng có một cái tác dụng, đó chính là làm sạch, và các bạn nếu mà các bạn làm sạch da mặt hai lần như vậy thì cũng khá là tốt. Và qua đó thì cái toner này không chỉ là chỉ làm sạch không thôi, mà nó còn cung cấp dưỡng ẩm cho các bạn nữa. Mình hồi nãy mình đã rửa rất là kỹ rồi, nhưng mà thực tế là cái nước của Innisfree nó vẫn chưa ra hết được nữa. Đến khi mình sử dụng toner của Banobagi thì các bạn thấy là bắt đầu lấm tấm nè. Cái kem chống nắng mình xài buổi sáng nó vẫn còn trên này. Thực sự thì các bạn nên chăm sóc da mà các bạn kỹ hơn.
Đấy, và đây là sau khi da mặt mình đã sử dụng xong hai bước căn bản nhất mà các bạn nên xài mỗi ngày. Thứ nhất là cái bước nước tẩy trang, sau khi các bạn tẩy trang xong thì các bạn sẽ sạch được một phần, và tiếp theo các bạn sử dụng toner để các bạn làm sạch thêm lần thứ hai. Và qua cái bước toner nó cũng sẽ giúp các bạn dưỡng ẩm cho da của các bạn. Và khi mà các bạn dưỡng ẩm cho da như vậy đấy thì da các bạn sẽ không tiết ra được nhiều dầu nữa. Dầu chính là nguyên nhân mà khiến cho da mặt bạn nhiều mụn đấy. Nhưng mà mình cũng khuyên là tùy vào các da mà các bạn nên chọn loại nước tẩy trang và toner cho phù hợp với các bạn ha. Còn mình thì đối với da mình là da khô nên mình chọn những loại toner cung cấp dưỡng ẩm cho mình. Tiếp theo đó chính là cái bước mà chuyên dùng để dưỡng da các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là cách dùng serum. Serum chính là một cái thành phần tinh chất dưỡng da tốt nhất. Và mình đang xài sử dụng đó chính là của Banobagi luôn. Đấy, lấy nét đi. Ok, đây là một loại serum mới của bên công ty mỹ phẩm này. Thì thứ nhất á, tại sao mình chọn cái loại này? Thứ nhất đó chính là dưỡng trắng da nè, và tiếp theo nó cũng dưỡng ẩm cho da mình luôn. Hai công một con chim, không phải một mũi tên bắn hai con chim. Đấy, thì cách xài serum như sau thì cũng đơn giản thôi các bạn thể. Nó là một cái tinh chất các bạn ạ. Các bạn thấy không? Nó rất là đặc trong da nha. Các bạn sẽ lấy 5 giọt thôi nha. Serum thì các bạn lấy 5 giọt, các bạn không nên lấy nhiều. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ dùng tay các bạn xoa đều lên mặt. Đấy, và sau đó các bạn sẽ lấy tay tát vào mặt. Đấy, và các bạn sẽ cảm thấy là nó bắt đầu thấm vào da rất là nhanh các bạn nhé. Các bạn chờ khoảng 30 giây bắt đầu sẽ thấy da mặt các bạn sẽ bình thường trở lại. Nó không có bị gọi là nhớt nhớt hoặc là rít rít trên mặt. Nó sẽ thấm vào rất là nhanh. Tiếp theo nữa chính là cái bước mà sử dụng, đó chính là kem phục hồi. Đây là Repair Care Cream, cũng của hãng Banobagi luôn nha các bạn nha. Đây là mình sẽ lấy 5 giọt như thế này. Và đây là một loại kem dưỡng da rất là tốt, tại vì nó sẽ bảo vệ da các bạn khỏi giống như là các bạn gặp áp lực và stress trong công việc mỗi ngày. Nó sẽ làm da các bạn cảm thấy nó thoải mái, thư giãn hơn. Đây là cái bước mình thấy nó cũng khá là tốt và nó sẽ giúp dưỡng da cho các bạn tốt hơn. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn đi tới bước serum là cũng khá là ổn rồi. Còn nếu các bạn muốn mà da mình tốt hơn nữa, hoặc là muốn dưỡng da nhiều hơn nữa, hoặc là thêm những cái công đoạn phức tạp để có một làn da tốt hơn, thì các bạn nên xài cái Repair Cream này nha. Đấy. Và cuối cùng thì ngày hôm nay thì mình cũng hầu như cũng đã xong với các bước. Và các bạn nên nhớ trình tự nha. Thứ nhất là các bạn sẽ dùng nước tẩy trang để rửa mặt các bạn sạch trước nè. Sau đó các bạn sẽ dùng toner là nước hoa hồng. Tiếp theo các bạn sẽ dùng serum để các bạn dưỡng da, và Repair Cream để các bạn gọi là giảm stress và thư giãn cho da của mình á. Và bước cuối cùng thì bước này mình nghĩ các bạn thích thì các bạn nên, còn không thì cũng không sao. Thì bước cuối cùng đó chính là mình sẽ dùng một cái mặt nạ của hãng Banobagi luôn. Không biết tại sao nhà mình nhiều đồ Banobagi thế. Chắc tại hôm bữa mình đi lên làm một cái vlog á, và thế là các anh chị đã tặng. Tiếp theo là cái bước cuối cùng này thì là cái bước sử dụng mặt nạ. Nếu mà các bạn có điều kiện á thì các bạn nên xài. Thường thì mình nghe trong phim người ta hay nói là mấy người nhà giàu, mấy bà bốn mấy năm mấy tuổi ấy, người ta có nhiều tiền các bạn, người ta xài mỗi ngày một cái mặt nạ đó các bạn ơi. Còn tụi mình chỉ là sinh viên và du học sinh nhằn ngày thôi, nên lâu lâu mình xài một cái, lâu lâu mình cũng xài một vài cái để mà dưỡng da chẳng hạn, như thế thì cũng rất là tốt cho da của tụi mình. Đắp bụng trước. Wow. Hàn Quốc đang rất là lạnh nên đắp mấy cái mặt nạ này giống như cực hình vậy đó các bạn. Tiếp theo là bịt mồm lại các bạn ơi. Những người mà nói nhiều như mình thì nên bịt mồm lại. Và sau đó chúng ta sẽ chờ khoảng 30 phút, 20 phút hoặc là 30 phút nha các bạn, để các bạn lấy mặt nạ ra. Và các bạn nhớ đừng có nên để nó lâu quá. Lâu quá 30 phút quá thường nó sẽ thẩm thấu ngược lại vào da các bạn, thì những cái tinh chất nó sẽ làm da các bạn bị bít đấy. Cho nên là mình khuyên các bạn không nên đắp mặt nạ quá 30 phút đâu mà. Và cái vlog ngày hôm nay chắc mình sẽ kết thúc ngay tại đây. Nếu các bạn có kinh nghiệm, hoặc là các bạn sẽ có những cái bí kíp nào mà dưỡng da, hoặc là bí quyết nào mà các bạn muốn chăm sóc da tốt hơn á, thì các bạn có thể chia sẻ để cho những các bạn khác cùng xem luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem vlog ngày hôm nay. Bye bye.